Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày 26 tháng 3 được chọn là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm nay trường mình tổ chức hội trại cho học sinh khối 4 và khối 5. Sau đây mình sẽ quay một số cảnh về công tác chuẩn bị cho ngày hội trại được tổ chức vào ngày mai. Mời cả nhà cùng xem nha. Thầy lưu ý ngày mai là chúng ta mặc đồ đồng phục khác mang an toàn, chứ không có được mặc đồ ở nhà nha. Bạn nào xin nhắc đẹp tự nhiên thì nửa nơi chúng ta mặc đồ tự chọn, và khi các bạn chạy nhanh á là chúng ta mặc đồ đồng phục mang an toàn. Rồi bây giờ các bạn học sinh thi nét đẹp tuổi thơ tập trung về phía sân khấu đi. Chúng ta đi. Bạn học sinh lớp 41 thi nét đẹp tuổi thơ. Hai bạn học sinh lớp 41 42, 43, 44. Để năm 1, 2, 3 tập trung về sân khấu rồi chúng ta thi, chúng ta tập diễn một lần nữa. Thí sinh mang số 07 Nguyễn Khánh Tường đến từ chi đội bóng đá. Khánh Tường cao 1m30, nặng 27kg. Sở thích sau đây là bạn Nguyễn Ngọc Phong, bạn số 08 đến từ chi đội lớp bóng đá, chiều cao của bạn là 1m30.